Nghe chị. Con đang nghe miên. Gì? Ai con trai? Dạ I'm không so ba. Sorry. Mẹ mami không có về được. Dạ. Yeah. Nhưng mami vẫn theo dõi bây giờ. Yeah. Rất là happy khi tất cả mọi người đều gửi cho mami hình ảnh và những cái lời khen rằng là em đi lần này của con tốt lắm. Yeah. I'm proud of you. Dạ, yeah, yeah. Cảm ơn mami. Ừ. Mami bây giờ đang mami lớn rồi nhưng mà vẫn thật thà quá vậy con, nhưng mà giữ như vậy nha, bởi vì đây là điều quý giá nhất và một cái nguyên liệu organic nhất cho tâm hồn của một người nghệ sĩ. Và mami tin chắc rằng là với những cái câu trả lời của con ngày hôm nay, những cái câu chuyện con chia sẻ đến cho tất cả các anh chị báo chí đồng nghiệp ngày hôm nay, để khiến mọi người càng hiểu con hơn, thương con hơn và trân trọng giá trị của con hơn. Con cảm ơn mami. Ai cũng có một khoảng thời gian để mà có thể tìm được cái tôi của mình, cái bản sắc riêng, cái tiếng nói riêng của mình trong thị trường âm nhạc. Mami nghĩ rằng là sẽ có ngày con tìm được cái điều này. Chỉ là nhớ nha, đừng bao giờ đánh mất bản thân mình, đừng bao giờ nghĩ rằng là cái khó khăn mà mình phải trải qua đó là những cái xui xẻo. Không phải đâu, nó chỉ mài giũa con trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn, giống như anh Trúc Nhân của con vậy đó. Dạ, cảm ơn mami rất nhiều. Mami love you. Dạ, yeah, I love you too. Cảm ơn mami. Và các bạn còn vỗ tay, cảm ơn chị Thu Minh. Hôm nay thì Ali cũng rất là tiếc khi mà chị Minh không có mặt ở Việt Nam để có thể là chứng kiến cho một cái ngày rất đặc biệt và quan trọng của mình. Nhưng mà Mami cũng gọi điện về rồi ha. Yeah. Okay. Em biết Mami bận tại vì có nhiều lý do lắm. Tại vì giờ Mami sống bên kia với gia đình nhưng mà còn có bé gấu nữa, cho nên là phải mỗi lần trình diễn hay là mỗi lần có cái gì đó cần phải di chuyển thì phải có người chăm, cho nên là đây là một trong những cái lần đầu tiên mà mami không xuất hiện trong cái những cái gì quan trọng của em. Thì trước đến giờ mami lúc nào cũng luôn bên cạnh khi em cần hết, đó là cái điều mà em cảm thấy trân trọng nhất. Dạ, cảm ơn tay, cảm ơn chia sẻ của chị Thu Minh, cảm ơn em rất nhiều.